Xin chào cô chú anh chị, hôm nay Tối Gia Nhật Cần Thơ lại tiếp tục lên video mới, video của Tối Gia Nhật Cần Thơ lên vào lúc 19 giờ hàng ngày. Cô chú anh chị đón xem và lựa cho mình những cái sản phẩm ưng ý nhất nhé. Và để tri ân quý khách hàng thì hôm nay Tối Gia Nhật Cần Thơ sẽ bán combo giảm giá. Và đầu tiên ngày hôm nay đó là cái combo gồm có một túi đeo chéo với một túi xách tay như thế này. Mình có thể mình bỏ laptop vô ha, và iPad khá là ok. Mình mua combo này mình sẽ lợi hơn rất là nhiều nhé mọi người ha. Nó giá nó rất là rẻ ha. Chuyển khoản trước thì em sẽ miễn phí ship. Và một cái túi đeo chéo là da thật 100% nha mọi người ha. Độ mới trên 80%. Kích thước của cái túi đeo chéo, bề ngang của nó là 36, chiều cao của nó là 26, và cái bề dày của nó là 10. Túi đeo chéo này khá là ok, khá là bự ha mọi người. Mình có thể đeo chéo như thế này. Mình cái này da thật bản bự nè, mình có thể tăng đưa được rất là dài ha, tới đây luôn. Đây, mình tăng đưa thêm được một khúc này như thế này. Quá là dài ha. Dây da thật nha mọi người ha. Khá là dày dặn và chắc chắn. Ngoài ra, đây, cái túi đeo chéo như thế này. Mình mua cái này về ha. Mình rất là đẹp ha. Và nó chắc chắn nữa. Rất là bên trong ha. Bên trong lót sạch đẹp đây. Lót da luôn. Hàng này của Italy nha mọi người ha. Renit Leader là chứng nhận da thật nè. Da của nó nè, rất là dày dặn và chắc chắn nha. Đó, khá là đẹp ha. Chỗ này nó có sơn nhẹ nha mọi người ha. Da thật 100%. Và bên trong là lót da luôn ha. Phía ngoài nó còn có một ngăn ở đây. Lót sạch đẹp. Và ở đây, một ngăn lót sạch đẹp. Đây đựng card visit, giấy tờ tùy thân. Khá là ok. Cái này cho con em mình đi học thêm á, mấy bé đi học thêm đồ, mình định tập sách được cũng khá là ok, tại cái này nó rất là rộng ha. Đây, một ngăn ở đây nữa ha, sạch đẹp như thế này. Made in Italy, hàng của Italy, là cái chất lượng da của nó là nó khá là dày dặn và chắc chắn và đẹp nữa ha. Và cái đến là một cái cặp laptop ha, hiệu Tecno dập nổi ở trên đây. Da của nó rất là mềm mịn đây. Mình đựng laptop cỡ 13 inch trở xuống ha. Bề ngang của nó là 36, chiều cao của nó là 25, và cái bề dày của nó là 10 ha. Đây, khá là sạch đẹp nè. Nó có một ngăn ở đây. Lót sạch đẹp. Và một ngăn ở phía sau. Sạch đẹp ha. Độ mới là trên 80%. Và một ngăn ở đây đây ha. Khá là ok. Ngăn đây là ngăn bự nhất ha. Thương hiệu Tecno đây. Dập nổi trên một cái miếng da. Khá là đẹp ha. Đây, mình nhìn cái chất lượng của da nó rất là dày dặn và chắc chắn. Cái thương hiệu Tecno. Bên trong ha, bên trong lót sạch đẹp. Da rất là dày dặn và chắc chắn ha. Đây còn có một ngăn. Khá là ok. Cái này mình để laptop từ 13 inch trở xuống ha. Và đây một ngăn sạch đẹp. Rồi. Lên về mấy một cái mã. hai bảy tám một gồm có một cái cặp ha, và đựng laptop và một đeo chéo như thế này, khá là ok. Kế đến là một cái sản phẩm
gồm có một túi đeo chéo và một xách tay. Xách tay như thế này ha. Cái túi đeo chéo bề ngang của nó là 20, cao của nó là 26 và cái bề dày của nó là 5. Đây, như thế này khá là đẹp nha mọi người ha. Đây có một cái logo hình la hoa hồng ha. Mình đeo chéo ha. Cái này mình có thể tăng đưa ra dài ra được nữa nha mọi người ha. Dài thêm được 20cm nữa ha. Và phía bên trong, đây bên trong đây, bên trong sạch đẹp ha. Bên trong sạch đẹp, lót sạch đẹp, có hai ngăn này. Và một cái xách tay bề ngang của nó là 35, cao của nó là 18 và cái bề dày của nó là 14 ha. Đây, này là da thật 100%, độ mới trên 80%, chất liệu da kết hợp với da tổng hợp ha. Bề này là da tổng hợp quả tiết, này là da thật ha, khá là ok. Ở trên đây là mấy cái vật để trang trí ha, trang trí khá là đẹp ha. Bên trong lót thật đẹp, dập hiệu thương hiệu ha. Gồm có một ngăn đây và một ngăn ở đây, sạch đẹp, và một ngăn ở đây nữa, khá là đẹp ha. Có thương hiệu đây, thương hiệu Rinoji, và một ngăn nữa đây, sạch đẹp ha. Còn nguyên cái mã code của nó ở đây, khá là ok ha. Đây mình xách như thế này hoặc là mình kẹp nách ha, kẹp nách cũng ok nha mọi người ha, sạch đẹp, độ mới trên 80%. Lên giùm em một cái mã ha, 2789, 390 ngàn, gồm có một cái xách tay như thế này và một cái đeo chéo, khá là ok ha. Rồi kế đến là một cái sản phẩm, túi đeo chéo và một cái tay ha, laptop như thế này, da khá là dày dặn và chắc chắn nha mọi người ha. Bề ngang của cái túi đeo chéo là 28, chiều cao của nó là 28, bề dày của nó là 10, da thật 100%, độ mới trên 80% ha, rất là đẹp nha. Và đây chất liệu của dây là vải vải dù ha, chất liệu vải dù, nó có một ngăn ở đây, bên trong lót sạch đẹp ha, và một ngăn. Một ngăn ở đây sạch đẹp ha. Đây. Và đây khá là ok nha. Da nè, cái miếng tết da của nó nè, rất là dày dặn và chắc chắn, có thương hiệu ha. Membersy. Thương hiệu Membersy. Và một ngăn ở đây sạch đẹp. Đây, cái thương hiệu của nó đây, Membersy. Xách tay như thế này. Xách tay và đeo chéo đều ok nha mọi người ha. Và kế đến là một cái sản phẩm mà xách tay như thế này, da rất là dày dặn và chắc chắn, có thương hiệu ha. Đây, Kino Anderson Scotland. Da thì rất là dày dặn và chắc chắn, độ mới trên 85%, bề ngang của nó là
36, chiều cao của nó là 24, và cái bề dày của nó là 10. Da thật ha, da thật 100%. Nó có một ngăn phía sau, bên trong là lót nhập hiệu, thương hiệu, và một ngăn phía trước, bên trong cũng lót nhập hiệu, thương hiệu, và một ngăn ở giữa ha. Một ngăn ở giữa, lót sạch đẹp ha. Lót sạch đẹp, nhập hiệu, thương hiệu, và một ngăn ở đây. Có khác, có miệng khá là ok. Và một ngăn ở đây. Sạch đẹp nha. Lên diện cái mã là 2783, 800k. Gồm có một cái túi xách tay như thế này. Và một cái... Đeo chéo khá là đẹp nha mọi người ha. Độ mới là trên 80%. Này, thương hiệu ha. Thương hiệu Menbersi. Sạch đẹp ha. Và kế đến là một cái sản phẩm. Combo. Gồm có một cái combo xách tay, bề ngang của nó là 38, chiều cao của nó là 26, và cái bề dày của nó là 10. Xách tay như thế này ha, da tổng hợp. Phía sau nó có một ngăn lót sạch đẹp ha, và một ngăn ở đây sạch đẹp ha. Bên trong đây, bên trong nó một chỗ đựng viết ha, sạch đẹp nha, lót sạch đẹp. Và một ngăn chính giữa ha, có khóa cái nguyện, khá là ok. Và một ngăn ở đây sạch đẹp, và một ngăn có khóa cái nguyện, khá là ok. Đây, sạch đẹp ha. Độ mới là trên 80%, có thương hiệu. Đây, thương hiệu của nó đây, Sơn Rock. Và một ngăn ở đây sạch đẹp ha. Cái này, đó là một cái xách tay, chất liệu da tổng hợp, và một đeo chéo ha, chất liệu da tổng hợp. Bề ngang của nó là 27, cao 20, và cái bề dày của nó là 5. Phía trước đây nó có một ngăn. Lót này sạch đẹp ha, da tổng hợp nhé. Độ mới là trên 80%. Nay lót cũng sạch đẹp, có thương hiệu Sari Nasi, và một ngăn ở đây, lót sạch đẹp ha. Này, đeo chéo này rất đơn giản, mình có thể đựng tiền và điện thoại, khá là vô tư ha mọi người. Độ mới còn khá là cao, trên 85%. Rồi, lên giùm em một cái mã ha. Lên giùm em một cái mã là 2793. 2793, 390k. Gồm có một cái đeo chéo như thế này, và một cái cặp xách tay 2793 như thế này. Kế đến là một cái sản phẩm đeo chéo và một cái cặp ha. Còn khá là mới nha, đeo chéo như thế này. Bề ngang của cái đeo chéo này là bề ngang của nó là 26, cao 29, và cái bề dày của nó là 7, da thật 100%. Khá là đẹp ha. Nó có một ngăn ở phía sau, sạch đẹp, lót dập hiệu, thương hiệu. Và một ngăn đây, một ngăn ở đây, lót sạch đẹp ha.
Đây cái miếng tết da của nó nè, khá là dày nhặn và chắc chắn, một ngăn ở đây có thương hiệu nha, lót dập hiệu thương hiệu sạch đẹp. Mình xách tay như thế này khá là ok. Phía trước nó còn có một cái ngăn nhỏ nữa ha, ngăn nhỏ đây, sạch đẹp ha. Và dây, chất liệu dây của nó là vải dù chắc chắn linh 2785 800k ha. Và có một cái túi đeo chéo như thế này và một cái xách tay, một xách tay bề ngang của nó là 37 ha, chiều cao 26 và cái chiều dày của nó là 7 ha. Chất liệu là da thật độ mới trên 85%, có thương hiệu của nó là Yacon, chập nổi ha, sạch đẹp ha. Chất liệu da dây của nó là vải bố chắc chắn và có một cái ngăn đây, một ngăn ở đây, lót dập hiệu sạch đẹp ha. Và một ngăn bên trong này mình đựng được laptop từ 14 bên trở xuống nha, khá là đẹp. Đây một ngăn thương hiệu Yacon dập nổi trên đây và một cái ngăn ở đây khá là sạch đẹp và một ngăn ở đây sạch đẹp ha. Đó, có nút gài lại khá là ok. Sạch đẹp ha. Lên giùm em một cái mã là 2785 800k, gồm có một cái túi đeo chéo như thế này và một cái cặp laptop đeo chéo được khá là ok. 2785 800k. Kế đến là một cái sản phẩm cặp ha, thương hiệu Valentino và một cái túi đeo chéo. Này là một cái combo như thế này. Gồm có một cái cặp ha, một cái cặp. Cặp này nó thiết kế như thế này, mình có thể kéo ra lên được như thế này ha. Mình xách tay như thế này, khá là đầm và chắc chắn nha. Có thương hiệu Valentino và một cái đeo chéo ha, đeo chéo như thế này, thương hiệu Hamasso. Rồi, kích thước của cái cặp bề ngang của nó là 38, chiều cao 25 và cái bề dày của nó là 7 ha, da thật 100%. Nó có một ngăn ở đây, đông lót sạch đẹp, dập hiệu thương hiệu Valentino ha, khóa rất là chắc chắn đây, hít 500 rất là chắc chắn, đường may rất là tinh tế ha, chắc chắn, độ mới trên 80% và dập hiệu thương hiệu Valentino ở trên cái khóa luôn. Bên trong là lót thật đẹp. Đây, bên trong lót thật đẹp. Lót dập hiệu thương hiệu Valentino. Ở đây đựng viết ha. Viết mình xỏ vô đây. Và ở đây đựng một ít đồ ha. Mình coi miếng tết da của nó rất là dày dặn và chắc chắn đây. Đây để nem cạc ha. Đây thương hiệu Valentino ha, 1921, khá là ok, dày dặn và chắc chắn nha. Đây khá là ok, mình xách tay như thế này, rất là sang trọng nha. Và một cái túi đeo chéo bề ngang của nó là 23, cao của nó là 25 và cái bề dày của nó là 5, da thật 100%, thương hiệu Hamesso, độ mới trên 80%, sạch đẹp ha mọi người. Và có một ngăn khá đầm chắc chắn, lót sạch đẹp, đường may rất là tinh tế ha, dày dặn và chắc chắn. Phía trước có một ngăn nữa, lót sạch đẹp và một ngăn.
Đây, một ngăn ở đây sạch đẹp ha. Và một ngăn ở đây khá là sạch đẹp. Này lên giùm em một cái mã ha. 2784 800k, 2784 800k, gồm có một cái túi đeo chéo như thế này và một cái xách tay rất là sang trọng luôn. Rất là sang trọng. Xách tay như thế này, 2784 800k. Cái đến là một cái sản phẩm xách tay ha, xách tay. Đây. Xách tay. Xách tay nửa vần trăng và một cái xách tay như thế này, độ mới trên 80%. Bề ngang của cái xách tay nửa vần trăng, bề ngang của nó là 35, chiều cao của nó là 25 và cái bề dày của nó là 7 ha, da thật 100%. Khá là đẹp nha mọi người ha. Mình xách tay như thế này. Đây cái nó có một cái tua rua ha, tua rua và miếng tách da của nó luôn, da của nó da thật 100%, dày dặn và chắc chắn ha. Một ngăn ở đây sạch đẹp. Đây mình xách tay nửa vần trăng hoặc là mình kẹp đất ha, khá là đẹp. Mình có thể đựng một ít đồ ha mọi người, tư trang để mình đi công việc, uống cà phê đâu, rất là ok. Đây bên trong sạch đẹp. Đây cái thương hiệu Washington và một ngăn ở đây sạch đẹp ha, khá là ok. Đó, một cái xách tay như thế này và xách tay hoặc đeo vai. Cái này là xách tay, xách tay này phối phối màu da này, màu da ha, giống như màu cam cam vậy đó mà nó nhạt hơn, vàng đậm. Bề ngang của nó là 27 ha, chiều cao của nó là 20 và cái chiều dày của nó là 13. Đây da thật nha, da thật sạch đẹp ha, rất là đẹp. Và bên trong của nó đây, một ngăn ở đây sạch đẹp ha, và một ngăn ở đây sạch đẹp, khá là ok. Có cái khóa kéo miệng ở chính giữa đây sạch đẹp ha, và một cái khóa kéo miệng ở đây sạch đẹp. Rồi lên giùm em một cái mã là 2788 390k, gồm có một cái xách tay như thế này và một cái đeo vai và xách tay nửa vần trăng. 2788 390k. Tiếp theo là một cái sản phẩm cái túi đeo chéo ha, màu nâu hiệu Montagut ha. Cái này để laptop được nha mọi người, từ 14 inch trở xuống. Và một cái đeo chéo, cái này từ 13 inch trở xuống nha mọi người ha, laptop. Bề kích thước của nó là, bề ngang của nó là 35, cao của nó là 26 và cái bề dày của nó là 7. Da thật nha, da thật khá là ok, độ mới trên 75% và có thương hiệu. Đây bên trong ha, bên trong lót sạch đẹp, một ngăn ở đây thương hiệu Montagut, lót dập hiệu thương hiệu. Và một ngăn ở đây sạch đẹp, và một ngăn ở đây ha, ngăn ở đây đựng được khá là nhiều đồ ha, lót dập hiệu thương hiệu. Và một cái đeo chéo ha, một cái đeo chéo như thế này. Kích thước của cái đeo chéo, bề ngang của nó là 33, cao của nó là 23 và cái bề dày của nó là 8. Da thật 100%. Đây, thương hiệu của nó là Phalanmut và có một ngăn
bọc ngang ở đây, lót sạch đẹp, đây lót sạch đẹp ha, và một ngăn ở đây, đây lót sạch đẹp ha, dập hiệu thương hiệu, và một ngăn ở đây sạch đẹp. Khá là đẹp nha mọi người ha. Lên giùm em một cái mã ha. 2779 800k gồm có một cái sách tay laptop màu nâu ha, hiệu Monterwood, và một cái đeo chéo ha, như thế này. Khá là ok. Dây thì dày dặn và chắc chắn ha. Cái dây này chất liệu là vải dù ha, khá là chắc chắn. Và kế đến, và kế đến là một cái sản phẩm đeo chéo, một cái sản phẩm đeo chéo và một cái sản phẩm xách tay, khá là ok. Kích thước của cái đeo chéo, bề ngang của nó là 22, chiều cao của nó là 22, và cái chiều dày của nó là 6, da thật 100%. Nó có một ngăn ở đây, lót sạch đẹp ha. Đây, cái miếng tách da của nó đây, da thật 100%. Và đây, một ngăn ở đây, cái này màu kem ha, độ mới trên 80%. Dây đeo là chất liệu là da thật kết hợp với vải bố ha, khá là chắc chắn. Và một ngăn ở đây, ngăn đây là bự nhất ha, mình có thể để vừa điện thoại ha, ví tiền, khá là vô tư. Một ngăn ở đây đẹp, và hai ngăn bên đây ha, khá là ok, sạch đẹp, có đồng chắc chắn. Và một ngăn phía sau sạch đẹp ha. Đó là một cái đeo chéo, và đây là một cái xách tay, một xách tay. Cái này mình có thể xách đi du lịch khá là ok ha mọi người. Da rất là dày dặn và chắc chắn. Bề ngang của nó là 40, chiều cao của nó là 30, và cái chiều dày của nó là 12. Da thật 100%. Khá là sạch đẹp ha. Nó có một ngăn. Đây. Một ngăn ở đây sạch đẹp ha. Và ở đây lót sạch đẹp, nó có hút hết 500 nha mọi người, hết 500, có thương hiệu. Đây, một ngăn ở đây, bên trong có một ngăn sạch đẹp ha. Và ở đây cái thương hiệu của nó đây, và cái hết 500 khóa miệng chắc chắn. Đây, mình có để tầm 3 đến 4 bộ đồ ha, khá là sạch đẹp, độ mới là trên 80%. Lên giùm em cái mã là 2794 390k, gồm có một cái túi xách tay như thế này và một cái đeo chéo màu kem. Và kế đến là một cái sản phẩm đeo chéo ha. Đeo chéo như thế này và một cái xách tay. Khá là ok. Cái cặp laptop thì ngang của nó là 37, chiều cao của nó là 26, và cái bề dày của nó là 14 ha. Da thật 100%. Phía sau nó có một ngăn, lót sạch đẹp ha. Và một ngăn ở đây, một ngăn phía trước ha, có hết 500, khá là ok, sạch đẹp, độ mới trên 75%. Và một ngăn ở đây, đây một ngăn ở đây sạch đẹp ha, đây có thể đựng laptop khá là vô tư đây. Và một ngăn ở đây sạch đẹp ha, có thương hiệu, đây là cái thương hiệu của nó ha. Thương hiệu Disino. Đây mình cặp bằng style như thế này. Và một cái túi đeo chéo
Túi đeo chéo bề ngang của nó là 28, cao của nó là 29 và cái bề dày của nó là 7 ha. Đây, mình xách tay như thế này khá là ok ha. Chất liệu dây của nó là vải dù chắc chắn ha. Độ mới trên 80%, phía trước nó có một cái ngăn. Này xách tay màu nâu sô cô la, một ngăn lót sạch đẹp. Lót dập hiệu thương hiệu Mexican và một ngăn bên trong đây. Ngăn bên trong là cái ngăn mà bự nhất ha. Đây lót thật đẹp nha. Một ngăn ở đây. Và một ngăn ở đây có khóa kéo miệng khá là ok thương hiệu Mexican. Sạch đẹp nha. Cái khóa kéo bên trong nó bị hư mọi người ha. Rồi phía trước, phía trước nó có một ngăn ở đây. Sạch đẹp ha. Rồi lên như một cái mã 2780 800k, gồm có một cái túi đeo chéo đây và một cái xách tay, một xách tay đựng laptop. Rất là ok ha. Kế đến là một cái sản phẩm xách tay ha, chất liệu là vải dù chắc chắn. Và một cái combo, combo là hai cái cặp ha, hai cái cặp để mình xách tay mình đựng laptop khá là vô tư. Bề ngang của nó là 40, chiều cao của nó là 30 và cái chiều dày của nó là 8. Chiều dày của nó là 8. Chất liệu ha, chất liệu vải dù chắc chắn ha, chất liệu này vải dù chắc chắn. Và một ngăn ở đây, lót sạch đẹp ha. Thương hiệu Vigasu. Một ngăn ở đây, khá là ok ha. Này chỉ có một ngăn, ngăn bự duy nhất thôi. Và một ngăn nhỏ này nha, có khóa kéo miệng. Khá là ok. Nên mình xách tay mình để laptop ha. Chất liệu là vải dù chắc chắn ha. Đây như thế này. Và một cái cặp. Này là da thật 100%. Thương hiệu Billy. Bề ngang của nó là 39, chiều cao của nó là 28 và cái chiều dày của nó là 10. Da thật 100% như thế này. Khá là sạch đẹp á. Cái này mình có thể đưa xuống như vậy ha mọi người ha. Khá là ok. Phía trước nó có một ngăn. Đây bên trong lót sạch đẹp, da thật nha. Miếng tích da, miếng da của nó là rất là dày dặn và chắc chắn ở đây. Và cái thương hiệu thì dập nổi trên cái khóa. Thương hiệu Billy dập nổi trên cái khóa đây. Và nó có một ngăn. Đây, một ngăn ở đây. Cặp này là cặp mộc ha. Da nguyên miếng nha mọi người. Đây, mình nhìn cái miếng da của nó nè. Rất là dày dặn và chắc chắn. Cặp mộc thương hiệu Billy. Và một ngăn ở đây. Khá là ok ha. Đẹp. Da mộc nguyên miếng. Này mình đựng laptop hoặc là giấy A4 vô tư nha mọi người ha. Này, nó cái kiểu này. Khá là vintage, độ mới trên 80%. Sạch đẹp nha. Rồi, lên giùm em một cái mã ha. 2786 800k, gồm có một cái cặp này như thế này, da mộc nguyên miếng và một cái cặp chất liệu là vải dù chắc chắn ha. 2786 800k. Kế đến là một cái sản phẩm đeo chéo ha, đeo chéo như thế này và một cái cặp xách tay khá là ok ha. Màu nâu sô cô la. Bề ngang của cái đeo chéo này, bề ngang của nó là 22, chiều cao của nó là 26 và cái chiều dày của nó là 8 ha. Đây,
gia thật 100% á, cái thương hiệu đây. Và nó một ngăn ở đây, lót sạch đẹp ha. X500 khá là ok. Độ mới trên 80% và một ngăn phía sau. Lót sạch đẹp ha. Này là da thật 100%, cái miếng tết da của nó nè. Thớ da của nó khá là dày dặn và chắc chắn, mềm mại. Và bên trong. Đây. Bên trong lót sạch đẹp ha. Nó có một ngăn ở đây và một ngăn ở đây. Có khóa cáo mị. Một ngăn ở đây khá là ok, sạch đẹp ha. Và một ngăn ở đây. Hết 500 thương hiệu. Ở đây là cái kiểu của nó như thế này ha, còn sáng bóng, sạch đẹp nha. Và một cái cạch laptop, bề ngang của nó là 38 ha, chiều cao của nó là 28 và cái chiều dày của nó là 12. Da thật 100%. Đây. Khá là sạch đẹp ha. Lo thương hiệu Ribben. Dây chất liệu là vải dù chắc chắn. Độ mới trên 80%. Bên trong ha, bên trong lót vật hiệu thương hiệu, một ngăn ở đây, sạch đẹp ha. Nó sẽ có một ngăn nhỏ đây. Hai ngăn nhỏ. Và một ngăn ở đây. Và một ngăn ở đây. Khá là nhiều ngăn nha. Cái thương hiệu. Đây cái thương hiệu của nó đây. Ribben. Đây là miếng tích da của nó nè. Da thật 100%. Rất là dày dặn và chắc chắn. Lót dập hiệu. Đây khá là ok. Độ mới trên 80% ha. Màu nâu sô-cô-la. Lên giùm em một cái mã ha. 2782 800k, gồm có một cái túi như thế này và một cái đeo chéo khá là ok. Kế đến là một cái combo gồm có một cái túi nha như thế này và một kem và một cái túi đeo chéo khá là dày dặn ha. Này là chất liệu là da nguyên miếng nha mọi người ha. Kích thước của cái túi đeo chéo như thế, kích thước của cái túi đeo chéo là bề ngang của nó là 17, chiều cao của nó là 16 và cái chiều dày của nó là 6. Đây, da thật ha, da thật, da nguyên miếng như thế này ha, rất là dày dặn và chắc chắn. Và cái chéo này là quả tiết. Người ta vẽ lên là hình hoa nha mọi người ha. Đây để mình siêu tầm hoa lá hoa hồng. Khá là ok. Da nguyên miếng nha mọi người ha. Đây là cái khóa đồng. Khóa đồng giả cổ ha. Đây mình mở ra như thế này. Mình đựng được laptop và ví tiền của tư ha. Đây cái miếng khóa da của nó nè. Quá là dày dặn và chắc chắn luôn. Này là da mộc ha, da mộc nguyên quý. Bên trong ha, lót sạch đẹp đây. Bên trong ha, là sạch đẹp ha, là nguyên miếng da của nó là không lót nha mọi người ha. Đây cái khóa đồng giả cổ như thế này, khá là ok ha. Một, mình đeo chéo á, ngoài ra dây thì mình có thể tăng đưa được nha mọi người ha. Và một cái túi xách tay. Một cái túi xách tay. Thương hiệu Sitlay. Túi xách tay này mình có thể đựng đồ đi du lịch được khá là vô tư nha mọi người, đựng tầm 4-5 bộ. Bề ngang của nó là 42, chiều cao của nó là 27 và cái bề dày của nó là 10-15. Da thật ha, da thật 100%. Nó có một ngăn ở đây. Lót sạch đẹp, thương hiệu Sitlay. Và một ngăn ở đây. Lót khá sạch đẹp. Đây là cái thương hiệu Sitlay đây. Và một ngăn ở đây.
có phát cái mị khá là ok, và bên trong lót sạch đẹp, nhập hiệu thương hiệu khá là ok, khuyên khóa là ok ha. Đây mình xách tay như thế này, phía đây nó còn có một ngăn nữa ha, mình để hết 500. Cái này là cái tag của nó ha, tag của nó thương hiệu xích lây màu kem. Rồi lên giùm em một cái mã ha, là 2792 390k, gồm có một cái túi ha, túi mình có thể màu kem đi du lịch khá là ok, và một cái chéo như thế này ha, cái chéo da mộc nguyên miếng họa tiết ha, họa tiết hoàng dã hình hoa dơ, 2792 390k. Tiếp theo là một cái sản phẩm ha, combo gồm có cái túi xách như thế này màu đỏ ha, độ mới là trên 85%, và một cái túi ha, một cái túi foam dài, bề ngang của cái túi xách tay màu đỏ là bề ngang của nó là 27, cao 17, và cái bề dày của nó là 8 ha. Da thật, cái thương hiệu Tricano, chơi thế này ha, xách tay hoặc là mình đeo vai dạng kẹp nách ha, khá là ok. Một ngăn ở đây lót sạch đẹp ha, và một ngăn ở đây sạch đẹp ha. Và bên trong lót sạch đẹp đây có thương hiệu Tricano, đây cái miếng test da của nó dày dặn và chắc chắn ha. Một ngăn ở đây sạch đẹp ha, và một ngăn ở đây sạch đẹp, và một ngăn ở đây có khóa cái miệng khá là ok ha. Lót dập hiệu thương hiệu Tricano trên cái miếng khóa kéo khá là ok. Đây sạch đẹp ha. Rồi gồm có một cái túi ha, túi xách tay, và ở đây là một cái xách tay form dài, bề ngang của nó là 44, cao 17, và cái bề dày của nó là 13. Đây khá là ok ha, độ mới là trên 80%. Chất liệu da thật á, da thật xước Vân Tâm, đây xước đây nha, nó da thật nha mọi người ha. Và bên trong đây, bên trong lót sạch đẹp made in Italy ha, cái này mấy cái form made in Italy ha, cái thương hiệu Roberta ha, Fierity. Một ngăn đây, bên trong lót nhung ha, sạch đẹp nha mọi người ha. Thường mấy cái túi xách Italy ha, nó cái form nó khá là độc và lạ nha mọi người ha. Lên giùm em một cái mã ha, 2790 390k, gồm có một cái túi xách như thế này, cái form nó rất là lạ độc ha, và một cái túi xách màu đỏ như thế này, da thật 100%, khá là sạch đẹp và ok. 2790 390k. Kế đến là một cái túi ha, màu kem, và một cái túi xách dạng pocket, bề ngang của cái này là bề ngang của nó là 32, cao 25, và cái bề dày của nó là 14 ha. Da thật 100%, nó có hai ngăn, một ngăn ở đây lót sạch đẹp ha, đây, và một ngăn ở đây khá là sạch đẹp ha mọi người, và một ngăn ở chính giữa rất là ok nha mọi người ha. Một ngăn ở chính giữa có thương hiệu, đây cái thương hiệu của nó đây, và một ngăn ở đây
khóa kéo miệng ha, được 3 ngang, túi này được 3 ngang. Style như thế này, hoa dạng đeo vai khá là ok. Và một cái bút két, một cái bút két một bên nha mọi người ha, bút két một bên. Mình có thể đeo vai hoặc là xách tay khá là ok. Da của nó là rất là dày dặn và chắc chắn. Bề ngang của nó là 24 ha, cao của nó là 30 và cái bề dày. Bề dày của nó là 28. Khá là dày dặn và chắc chắn ha. Đường may rất là tinh tế, độ mới trên 80%. Dạng bút két bút miệng nha mọi người ha. Mình đây như thế này, bên trong ha, bên trong lót sạch đẹp nha mọi người ha. Đây lót sạch đẹp, da của nó rất là dày dặn và chắc chắn ha, da mộc nguyên miếng, độ mới trên 80%. Mình có thể để đồ được khá là ok. Đây da rất là dày dặn và chắc chắn đây. Bên nhà cái mã là 2791 390k, gồm có một cái sách tay da thật ha, da thật như thế này màu kem, độ mới trên 80% và một cái bút két. Bút két như thế này, da này là da mộc nguyên miếng nha, rất là dày dặn và chắc chắn luôn. Da của nó là dày thiệt dày luôn á. 2791 390k. Cái đến là một cái nha. Sách tay công sở đen và một cái túi sách nha, túi sách phông trắng. Mình có để tải từ 3 đến 4 bộ đồ mình đi du lịch ha. Này là một kem, bề ngang của nó là 33, chiều cao của nó là 25 và cái chiều dày của nó là 12. Da thật á, da thật 100%, rất là dày dặn và chắc chắn nha mọi người ha. Độ mới là trên 80%. Bên trong lót sạch đẹp. Này có thương hiệu ha, Roco. Đây Roco nha mọi người ha. Một ngăn ở đây và một ngăn ở đây, một ngăn ở đây, lót sạch đẹp và một ngăn ở đây ha, sạch đẹp. Kế đến là một túi ha, túi phông trống. Cái kích thước của nó là màu kem nha mọi người ha. Bề ngang của nó là 35, cao của nó là 22 và cái bề dày của nó là 22. Da thật nha, da thật khá là ok ha. Độ mới trên 80%. Nó có hai ngăn đây, một ngăn ở đây và một ngăn ở đây, sạch đẹp nha. Và ở đây là cái ngăn tự nhất. Đựng được khá là nhiều đồ nha mọi người ha. Đây, lót sạch đẹp thương hiệu Sidro. Lót bên trong là lót vải sạch đẹp. Khá là ok ha, dây. Khá là ok. Lên giùm em một cái mã ha. 2787 390k. Đây bên trong mà sạch đẹp nha mọi người ha. Có một cái ngăn có khóa cái miệng ở đây. Khá là sạch đẹp ha. 2787 390k, gồm có một cái tay này với một cái túi du lịch phông trống. Rồi cảm ơn cô chú anh chị đã xem video ngày hôm nay. Video của em lên vào lúc 19 giờ hàng ngày. Chuyển khoản trước thì em sẽ miễn phí ship. Rồi tạm biệt cô chú anh chị.